chiều mến. Hãy sống quê nhà, hỏi sống nơi đây có bao anh hùng hỏi rồi. Các anh ca chị tuổi xuân đôi mươi, cánh tay luyện thép đánh giặc đêm ngày, đàn bóng khôn ngăn tiếng ca yêu đời hỏi do quan sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng soi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang nơ ơi quê ta bao yêu thương vàng nước sông tiếng hát anh hùng ơ hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó chuối bờ Nam ngàn tươi xanh ngơ tên cô dân quân hiên ngang mài mái vàng cùng sông Mã kiên cường ơ hỡi gió quân giữ quê nhà cho thuyền ta mà chân thành cảm ơn các anh các chị đã đến đây dự rất là đông vui vui vẻ. Thay mặt cho anh em trước hết là xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đông được quận ủy đã chuẩn y, đồng chí là bí thư đảng ủy của bệnh viện Phổi Hà Nội. Thay mặt anh em thì trước hết là xin hứa sẽ hết sức là đoàn kết để làm sao giúp bệnh viện hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đặt ra. Và thay mặt cho ban tổ chức có một lời chúc tất cả anh em là có một kỳ nghỉ vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc để làm sao hoàn thành được nhiệm vụ và cùng với đồng chí bí thư đảng ủy giám đốc bệnh viện để phát triển bệnh viện theo đúng kỳ vọng của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn ạ. Tôi có đôi lời xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của các đồng chí trong ban chấp hành ủy, các đồng chí trong lãnh đạo chủ chốt của đơn vị và các đồng chí trong ban giám đốc. Và tôi cũng xin mong muốn là từ nay và về sau cũng sẽ được tiếp tục được sự ủng hộ cũng như là tham gia để hỗ trợ chúng tôi. Để bản thân tôi cũng nói riêng là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Anh chị ơi, tất cả anh chị chúng ta cùng đứng dậy nào. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, hai ba số hai ba số hai ba mua chúc toàn thể anh chị sẽ có một bữa tiệc gặp mặt giao lưu và cùng với những người thân.